Hello anh em, thì hôm nay em có làm cho hai sếp nhé, sếp Cường ở Vĩnh Phúc và sếp Tín ở trong Phú Yên nhé. Đấy, hai sếp đặt cho hai con Vulcan ở bên em. Đấy, thì máy của anh Cường và anh Tín thì em đã đều đắp mạch rồi nhá. Đấy, máy em đã đắp mạch dây đồng rồi nhá. Đấy, đắp hết rồi nhá. Đấy, quay cho anh em xem nhé. Đấy, con này cũng vậy này. Đấy, em đều đắp đồng rồi nhá. Máy ở bên em thì em đã nâng cấp đầy đủ để anh em kéo cáp cho nó đảm bảo nhá, và được bảo hành 1 năm ở bên em nhá, sửa chữa miễn phí. Thì anh em hỏng hóc thì cứ báo em thì gửi ra em sửa miễn phí nhá. Đấy, thì em đã làm xong cho hai anh này, giờ em sẽ vào vỏ và gửi đi cho hai anh nhá. Đấy, thì anh em chờ em một chút để em vào vỏ em test cho anh em xem hai con máy này nhá. Rồi, anh em chờ mình chút nhá. Đây là con máy của anh Tín sau khi em đã vào vỏ xong nhá. Thì con này anh yêu cầu chế thêm cho anh một cái công tắc để bật tắt quạt, để anh bật tắt quạt để anh phục vụ đánh cá đẻ. Thì em đã chế về công tắc về đằng sau nhá. Đấy. Đấy, bật này. Tắt quạt này, đấy, bật này, ấn xuống dưới là bật nhá, ấn lên trên là tắt này, bật này, đấy, ok luôn. Test thử tiếng máy này, đấy, kéo cáp nhá, ok luôn nhá. Đánh vợt này, đấy, quay đánh vợt này, đấy, tiếp này, chế độ đánh cá rút phi này, đấy, rất là khỏe luôn, sáng trắng nhá. Bật sang chế độ đánh cáp này. Đấy, tắt quạt này, tắt quạt nhá. Đấy, tắt quạt này. Đánh vợt đây. Ok nhá. Còn con máy của anh Cường nữa đây, chờ chút em vào vỏ nốt em test cho anh em xem nhá. Vulcan 24V. Đây là con máy của anh Cường sau khi em đã vào vỏ xong nhá, cũng test thử này, chạy này. Đấy, đây là chế độ đánh cá trắng nhá, sáng quá luôn nhá. Đấy, chuyển sang chế độ đánh rô phi này, rất khỏe nhá. Chuyển sang chế độ đánh thả cáp này, đây thả cáp đây, thả cáp nhá, đây từ từ đâu nhỉ, đấy thả cáp nhá. Sáng quắc nha anh em nhé. Thả cáp thì tần số mình cho là 80, 100 và 80 nhé. Đấy. Ok nhá. Anh em nào có nhu cầu mua máy Vulcan hoặc các loại máy kích cá thì liên hệ mình qua số điện thoại 0969 449392, kết bạn Zalo mình nhá. Chào anh em nhé.